Rau mầm đá là món đặc sản vùng đất Sapa, được săn đón bởi nó rất hiếm. Mọc ở vùng núi đá cao, sinh trưởng vào mùa lạnh từ tháng 9 đến tháng 2 âm lịch. Thời Trạng Quỳnh đã dùng món ăn của mầm đá để dâng vua. Câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác. Mọi người nơi đây đều tự hào về đặc sản của quê hương đã được ghi vào lịch sử. Không ở nơi đâu có như cải mầm đá được coi là món ngon trong các loại đặc sản ở Sapa. Vì sinh trưởng tự nhiên phát triển theo mùa nên mầm đá rất hiếm, không được bán đại trà như các loại rau khác. Sinh trưởng và phát triển trên đỉnh núi đá cao mà đặc biệt hơn cây chỉ trồng được vào mùa lạnh. Vậy nên gần Tết, đặc sản này được bày biện trên các mâm cỗ của gia đình, được trồng chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 2 âm lịch xuyên suốt mùa rét. Là món hấp dẫn và có nhiều công dụng. Đã là của hiếm Sapa nhưng các tín đồ du lịch đến nơi đây, họ lúc nào cũng săn đón món ngon này đến Sapa là phải thưởng thức cho được món ăn mầm đá. Không chỉ tín đồ du lịch mà dân nhậu nói chung phải khẳng định rằng đây là một đặc sản hiếm có và không ở nơi nào có. Câu chuyện dân vua của Trạng Quỳnh đó là về cung dụng của rau mầm đá, vào mùa lạnh vua thường bị đau xương khớp, tinh thần bất an, lo cho vua nên Trạng Quỳnh đã tìm các phương thuốc dân gian để chữa cho vua. Sau một thời gian tìm hiểu về rau mầm đá nên Trạng Quỳnh đã dân vua món đặc sản này vì rau mầm đá vừa là thức ăn ngon vừa là vị thuốc bổ xương khớp có tác dụng giải rượu dùng để hồi phục sức khỏe sau những lần leo núi xem thêm về ngó xuân món rau có nhiều công dụng và cách chế biến cũng tương tự mầm đá gây tò mò với mọi người xung quanh cái tên cải mầm đá khiến nhiều người liên tưởng khác nhau không biết hình hài như nào có ăn được không sao lại tên là mầm đá phải chăng có liên quan gì đến đá sỏi nhưng không loại rau này có hình dáng giống như rau cải nhưng to với nhiều mầm mọc xung quanh như hình búc măng tre tua tủa các mầm đó rất non và xanh thời tiết càng giá rét rau mầm đa sẽ càng nờ gờ và ngon hơn một loại rau mà ai cũng phải tò mò không biết nó như nào lại có thể chống chọi được thời tiết khắc nghiệt như vậy có phải cứng và rất khó ăn như cái tên của nó đó là những câu hỏi tò mò của khách du lịch đến nơi đây nhưng thực tế không phải vậy chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì món ăn của chúng ta có thể thành súp, mềm nhũn ngay. Các món được chế biến kèm rau mầm đá. Với nhiều cách chế biến rau mầm đá khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là luộc, chỉ cần luộc thôi, mầm đá rất ngọt và thơm. Món ăn mầm đá luộc rất đơn giản, chỉ cần nhúng vào một, hai phút thôi là chúng ta có thể vớt ra để ăn rồi. Nghe tên có vẻ cứng rắn, chắc phải hầm với nung mới có thể ăn được nhưng thực tế các bạn sẽ thấy chúng rất yếu ớt. Rau mầm đá luộc có thể chấm với nước mắm ăn kèm với trứng hoặc với lạc. Vừng. Chú ý khi chế biến các món kèm mầm đá. Ngoài ra chúng ta có thể thái lát nhỏ để xào rau mầm đá vì dễ ngấm gia vị nên món ăn có những hương vị đặc trưng, ăn rất đậm và ngon. Chúng ta có thể xào với các loại thịt như thịt trâu, bò, lợn, gà, hải sản. Khi luộc có thể nhiều vị ngọt của rau tiết ra nước. Nhưng khi xào thì vị ngọt đó được hòa quyện với các loại thịt. Lưu ý là khi xào chỉ cần chín tới đảm bảo độ giòn sần sật của mầm đá, như vậy mới ngon. Để được như vậy chúng ta phải xào với lửa vừa phải, tay đảo liên tục. Làm như vậy các bạn sẽ có những món ngon vô cùng hấp dẫn. Với nhiều món ngon đặc sản như vậy, nhiều tín đồ du lịch khi du lịch từ Sapa về vẫn muốn được ăn rau mầm đá hàng ngày nhưng để mua rau mầm đá ở các khu vực nội thành tỉnh lẻ khác thì rất khó hoặc tìm cơ sở bán rau mầm đá để mua cũng rất khó món ăn từ cải mầm đá cải mầm đá xào thịt trâu lên sa pa bạn thường được người dân nơi đây giới thiệu món ăn mầm đá món ăn tưởng như chỉ có trong câu chuyện dân gian trạng quỳnh lại đang làm mưa làm gió trên vùng đất sương mù bởi là loài cây mọc trên núi hội tụ cái tinh hoa của trời đất lại chỉ xuất hiện vào những ngày mùa đông lạnh bút từ tháng 11 đến tháng 3 và phải khó khăn lên tận núi cao mới lấy được mà cải mầm đá quý và giá trị như cái tên mà người ta gọi nó. Dân nhậu thường đồn nhau về Sapa đệ nhất món cải mầm đá xào thịt trâu. Lên Sapa vào những ngày lạnh giá của mùa đông, ngồi bên bếp lửa hồng, nhâm nhi chén rượu ăn mầm đá xào thịt trâu chính là thú vui mà những đấng mài dâu kiếm tìm trên vùng đất này người ta nói rằng mầm đá có tác dụng giải rượu rất tốt ăn cải mầm đá giúp tinh thần thoải mái hiện nay khi nhiều người biết đến vị ngon ngọt và tác dụng tích cực của cải mầm đá đến sức khỏe món ăn từ cải mầm đá đang dần xuất hiện trên mâm cơm mỗi gia đình vậy chế biến món ăn từ cải mầm đá thế nào để thơm ngon đúng điệu ngoài cách chế biến đơn giản như luộc lên chấm muối vừng hôm nay chúng tôi giới thiệu đến bạn cách làm món sapa đệ nhất món mầm đá xào thịt trâu. Giờ đây, người tiêu dùng không còn phải lên Sapa mới có thể thưởng thức món đặc sản này mà có thể được ăn ngay tại nhà, để mua rau mầm đá tại Hà Nội. Các bạn có thể đến số 8 ngõ 3 Nguyễn Khánh Toàn hoặc liên hệ qua hotline 0901.539.693. Sản phẩm được phân phối tại Hà Nội bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Dũng Hà chuyên cung cấp rau sạch. Địa chỉ số A11 ngõ 100, đường trung kính, cầu giấy, Hà Nội. Đó là một số đặc điểm và công dụng của rau mầm đá. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nguyên liệu cho 4 người ăn. Rau mầm đá, một cây. Cà rốt, hai củ. Thịt bò, trâu, 400 g giờ. Mỡ lợn, tiêu bột, đường, hạt nêm, nước tương, tỏi bằm. Cách chế biến cải mầm đá nhặt bỏ phần dập, rửa sạch rồi cắt theo búp của cây. Cà rốt gọt vỏ, thái nhỏ rồi rửa với nước muối, rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Trần các loại rau củ sơ qua nước sôi, vớt ra để ráo. Sau đó bạn ướp rau củ với một thìa cà phê hạt nêm, ít muối, đường rồi trộn đều. Thịt trâu rửa sạch, thái lát, ướp với đường, nước tương, hạt nêm trộn thật đều rồi cho vào ít dầu ăn. Phi thơm tỏi cho thịt bò vào xào nhanh với lửa vừa phải, tiếp đến cho rau củ, cải mầm đá vào xào chín, không được chín quá sẽ làm giảm hương vị của mầm đá. Bày ra đĩa, trang trí thêm cà chua hoặc mùi ngò cho đẹp mắt. Lưu ý, khi xào cải cần xào nhanh tay, vừa chín tới, món ăn phải đảm bảo, giòn, ngon, ngọt. Xào với mỡ lợn sẽ làm cải mầm đá xanh non, bóng, đẹp mà vẫn giữ được vị ngon vị ngọt của cải tiết ra sẽ ngấm ngược vào thịt trâu nên dùng món ăn khi nóng và nhâm nhi chút rượu mầm đá xào thịt trâu là món ăn được dân nhậu tôn là sa pa đệ nhất món một món ăn đặc sản hiếm có ở sa pa nhưng hoàn toàn có thể hiện hữu trong bữa ăn của gia đình bạn